Các chị em thân mến, chị em chúng ta thì vẫn nói với nhau là không sợ gì chỉ sợ già, rồi lại không sợ gì chỉ sợ béo. Thật ra là chị em chúng ta có rất là nhiều những cái nỗi lo, rất là nhiều sự quan tâm. Ở nhà thì làm thế nào phải chăm sóc gia đình, chồng con cho chu đáo, rồi lại còn phải có sự nghiệp riêng của mình, rồi lại phải luôn xinh đẹp khi mình xuất hiện ở mọi nơi, còn là một cái người ta nói là giàu vì bạn sang vì vợ, đi cạnh chồng thì vợ cũng phải là xinh đẹp sang trọng, đúng không ạ? Cho nên là Hương thì cũng có những khoảng thời gian sau khi sinh con ấy, thì mình mất đến 5 năm mình không trở lại. Vì sao? Vì có rất là nhiều những cái sự phân tâm. Mình sống luôn luôn là làm cái gì cũng phải trọn vẹn với đam mê của mình. Như mình khi con mình còn nhỏ, mình dành toàn bộ thời gian, tinh thần và sức lực cho con, cũng như là để set up một cái cuộc sống gia đình vào nếp và quy củ. Sau đó thì khi bây giờ thì con mình chững chạc hơn, mình cảm thấy là mình tích đủ năng lượng để có thể quay trở lại làm nghề thì và được sống toàn vẹn với cái môi trường làm phim thì mình sẽ trở lại. Tuy nhiên thì Hương cũng rất là may mắn là khi trở lại thì Hương gặp được một kịch bản rất là, một ekip rất là tuyệt vời để tạo nên bộ phim là Hoa Hồng Trên Đường Trái. Chỉ có điều là vai San thì lại trẻ hơn Hương khá nhiều. Trẻ ở đây ở chỗ là vì là San thì chưa từng sinh nở, mà trong khi đó Diệu Hương thì đã có hai bé Chú Đậu và Cà Bung rồi. Mình cũng suy nghĩ về mặt là hóa thân và nhân vật thì mình thật sự là không lo lắng nhiều, vì đó là cái máu chảy trong con người diễn viên rồi. Nhưng cái dấu hiệu của thời gian đã đánh dấu trên cơ thể của mình, cũng như là một bà mẹ hai con thì làm sao có thể mà có một cái vòng eo mà săn chắc, làm sao có thể là nhanh nhạy lanh lợi được như là người phụ nữ họ chưa qua sinh nở được. Hương cũng nghĩ là đắn đo rất là nhiều, mà may rằng là được sự giới thiệu của rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ cũng như là nghệ sĩ nhân dân Hoàng Cúc, thì cô bảo là làm đi Hương ơi, cả con sẽ là thấy rất là tự tin. Và Hương cũng thấy là nếu như mà 10 buổi và mỗi buổi thì mình chỉ dành ra độ khoảng một tiếng, hơn một tiếng, mình vừa được thư giãn, mình vừa được nghỉ ngơi, và mình mỗi sau mỗi một buổi mình đúng là cảm thấy là cái vòng eo của mình có biến chuyển, cái cơ mỡ chắc chắn hơn, rồi là cái số đo cũng giảm dần sau mỗi buổi. Thế là bây giờ thì Hương đã hoàn thành liệu trình 10 buổi và trở lại một cái vòng eo mà mình có thể là mọi người cũng thấy đây, mình rất là tự tin để mình có thể là xuất hiện, dù với vai nọ hay vai kia mình đều có thể tự tin để trải nghiệm với các nhân vật của mình. Không có gì hạnh phúc hơn là được làm vợ làm mẹ, sống trong một cái gia đình hạnh phúc, và cũng không có gì hạnh phúc hơn là khi mình trở lại với công việc của mình được yêu thương, mình được đón nhận, mình được tự tin để có thể là đảm nhận tất cả những cái công việc mình được sao. Và Diệu Hương cũng hy vọng rằng là qua đây cũng là một cái kênh chia sẻ để là chị em phụ nữ tìm đến Lamia với công nghệ giảm béo tiên tiến nhất, không đau, không mệt mỏi, không gây ức chế trong cuộc sống, để chúng ta có thể là tìm lại nét thanh xuân, mình luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn tự tin. Và khi mà người phụ nữ tự tin, họ có rất là nhiều những cái năng lượng tích cực có thể truyền ra bên cạnh, có thể, như Diệu Hương bây giờ là chia sẻ bí quyết làm đẹp với chị em, rồi vui vẻ khi trở về với gia đình, rồi hoàn toàn tự tin khi đến trường quay. Đó là một cái niềm hạnh phúc mà khi chúng ta biết cách thì chúng ta sẽ tự mang lại được cho mình, cũng như là góp phần mang lại được niềm vui đến cho mọi người. Chúc chị em phụ nữ luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn trẻ trung và luôn luôn có một thân hình thon gọn. Nếu như chưa thon gọn, hãy tìm đến Lamia nhé.